Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Không phải phong thủy, đây mới là thứ có thể quyết định vận mệnh sang hèn của chúng ta. Hãy cùng suy ngẫm. Tính khí của người đàn ông ảnh hưởng đến sự nghiệp, tính khí của người phụ nữ ảnh hưởng đến hôn nhân. Bản lĩnh đáng gờm nhất trên đời này là gì? Câu trả lời đó là khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Sự nho nhã của mỗi người cũng từ yếu tố này mà ra. Suốt một đời, con người đều luôn phải học làm người, học rèn tính khí. Đó là môn học mà chẳng bao giờ có thể tốt nghiệp. Cho dù bạn là ai, nông dân hay thương nhân, quan chức hay dân thường, chỉ cần học tập không ngừng sẽ có tiến bộ. Vậy, học ở đây cụ thể là học những gì? 1. Học cách nhận sai. Con người thường hay không muốn nhận sai, việc gì cũng có thể đổ lỗi cho người khác, luôn cho rằng mình đúng. Tuy nhiên, việc không nhận sai chính là một sai lầm. Đối tượng mà chúng ta nhận sai có thể là bố mẹ, bạn bè, con cái chúng ta, những người trong xã hội, thậm chí là cả những người đối xử không tốt với mình. Nhận sai không khiến chúng ta mất đi cái gì, mà ngược lại, việc này cho thấy bạn là người biết điều và độ lượng. Học nhận sai là một điều tốt, là một kiểu tu hành. 2. Học cách mềm mỏng. Răng của con người luôn cứng và cái lưỡi thì luôn mềm. Đi đến hết cả cuộc đời, răng có thể rụng hết nhưng lưỡi thì không. Vì thế chúng ta cần phải học cách mềm mại, uyển chuyển như cái lưỡi kia vậy. Có như thế, đời người mới có thể trường cửu, cứng nhắc, chỉ thua thiệt mà thôi. Tâm địa thuần khiết dịu dàng chính là tiến bộ lớn nhất trong việc tu hành. 3. Học chữ nhẫn. Trong cuộc sống, nhẫn nhịn sẽ khiến trời yên biển lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Biết nhẫn, vạn sự đều có thể tiêu trừ. Nhẫn chính là biết cách xử lý, hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực biến chuyện to thành chuyện nhỏ, biến chuyện nhỏ thành không có gì. Muốn sống, muốn tồn tại, muốn giữ sinh mệnh, hãy học cho được chữ nhẫn. Có chữ nhẫn, bạn sẽ phân biệt rõ việc tốt xấu, thiện ác, thị phi trong thế gian, thậm chí là có thể tiếp nhận mọi thứ. 4. Học cách tương tác, giao tiếp. Không có giao tiếp, thiếu sự tương tác có thể sẽ dẫn đến hiểu lầm, tranh cãi và thị phi. Có sự tương tác sẽ có sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông, từ đó sẽ có sự giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người đều là long huynh hổ đệ, cứ tranh chấp hoài, không tương tác, chia sẻ, làm sao có được hòa bình. 5. Học cách buông bỏ. Đời người giống như một cái vali, khi cần dùng thì nhấc lên kéo đi, không cần dùng đến thì bỏ xuống. Lúc nên bỏ xuống mà không bỏ, nó chẳng khác gì một khối hành lý nặng trịch đang đè lên vai, chẳng thể nào tự tại. 6. Học cách cảm động. Nhìn thấy điểm tốt của người khác, bạn hãy lấy đó làm niềm vui. Thấy người tốt việc tốt, hãy biết cảm động. Cảm động là biểu hiện của một trái tim từ bi bác ái. Trong vài chục năm sống trên đời sẽ có rất nhiều câu nói có thể khiến chúng ta cảm động. Vì thế chúng ta hãy nỗ lực tìm cách để người khác cảm động trước bản thân mình. 7. Học cách tồn tại. Con người để tồn tại phải duy trì một sức khỏe dồi dào. Có sức khỏe không chỉ tốt cho bản thân mà còn khiến bạn bè, người thân yên tâm. Cũng vì thế mà việc bạn khỏe mạnh cũng chính là một hành vi hiếu kính với cha mẹ. Vậy bí quyết cải biến vận mệnh là gì? Hiểu được nó rồi, cuộc đời sẽ bớt khổ đau. Số mệnh của một người là do trời định, nhưng phúc họa của một người lại là do bản thân tự chiêu mời. Một người có số mệnh không may mắn nhưng vẫn có thể cải biến được, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Cuộc đời mỗi người trên thế gian đều khác nhau, có người cả đời đều cát tường như ý, mạnh khỏe trường thọ, có người thì trung niên gian khổ, về già mạnh khỏe yên bình,
có người thì tuổi trẻ vang danh, tuổi già cô đơn khổ cực. Có người thì cả đời trắc trở gian nan, mọi việc đều không như ý. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến các vận mệnh khác nhau đó? Cố nhân đã đúc kết ra 12 bí quyết quyết định đến vận mệnh. Thứ nhất là mệnh. Mệnh là cố định bất biến, là đã được định trước. Trong vận mệnh mỗi người luôn có những điều mà dù chúng ta có cố gắng thay đổi thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm xoay chuyển được. Đó chính là làm mệnh, trong Phật giáo gọi là A Lại Gia Thức. Chúng chính là một kho tàng các loại hạt giống của nghiệp thiện, ác mà một người đã tạo ra nó trước đó, được tập hợp lại không sót một chi tiết nào. Khi gặp thời cơ thuận lợi, một hoặc nhiều hạt giống, hoặc tốt hoặc xấu, sẽ được đưa ra, gieo trồng và trổ quả. Kết quả là người đó sinh ra phải hưởng những quả do những kiếp quá khứ đã làm ra, không thể trốn tránh, không thể chối bỏ. Thứ hai là vận. Vận tức là vận thế, có thể thay đổi được. Nếu ví mệnh như một chiếc xe xuất phát từ điểm bắt đầu của cuộc đời, chạy đến điểm cuối cùng, xe của bạn là loại gì, con đường như thế nào thì đó gọi là mệnh. Còn cụ thể là lái xe như thế nào để đi đến hành trình cuộc đời bạn, đó lại là vận. Có người vốn có một chiếc xe tốt, con đường đi cũng rất tốt, nhưng tự mình lại được chăng hay chớ, để mặc muốn cuốn trôi, lái xe không cẩn thận, kết quả là cuộc đời kết thúc không có hậu. Có người vốn ban đầu chỉ có một chiếc xe rất xấu, đường đi thì ngoằn ngoèo trông gai, gập ghềnh khúc khuỷu, nhưng cả đời cần cù chịu khó, cẩn thận từng ly từng tí, lái xe rất chuyên tâm, kết quả cả đời mạnh khỏe bình an. Chính vì mệnh là cố nhân, cố định không thay đổi, nhưng vận lại nằm trong tay mỗi người. Bởi vậy chúng ta thường vẫn nghe nói rằng bói mệnh, đoán mệnh mà không có đoán vận, bói vận vậy. Thứ ba là phong thủy. Môi trường mà mỗi chúng ta ở gọi là phong thủy. Phong thủy này gồm môi trường tự nhiên mà chúng ta sống, còn bao gồm cả môi trường xã hội mà chúng ta ở. Nếu ví con người như một cái cây, phong thủy chính là môi trường mà cái cây này sinh sống. Ví như thổ nhưỡng, ánh sáng, lượng nước, các sinh vật khác ở xung quanh, vân vân. Môi trường bên ngoài dĩ nhiên là quan trọng, nhưng bản thân cái gen di truyền và nỗ lực sinh trưởng của cây cũng rất quan trọng. Đó là phong thủy là yếu tố bên ngoài, không phải yếu tố bên trong. Tất nhiên yếu tố bên ngoài và bên trong là một ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Thứ tư là tích công đức. Tích đức chính là làm việc tốt. Cổ nhân nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cho dù là văn hóa Nho gia hay Phật giáo, Đạo gia đều đề xướng giúp người tích cực hành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh. Thứ năm là đọc sách. Đọc sách là học văn hóa, tăng thêm trí thức. Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn, còn có thể nâng cao bản thân. Đọc sách cũng là phương thức nhanh chóng và tốt nhất để học hỏi văn hóa từ xưa đến nay, thu nạp năng lượng tri thức rộng lớn của nhân loại, trở thành người có trí tuệ. Đọc sách giúp bạn có thêm cái nhìn đúng đắn về thế giới, có giá trị quan và có nhân sinh quan, giúp bạn mở rộng tầm nhìn, không còn bị giới hạn bởi một góc nhỏ bé của cuộc sống. Có thể thấy thoải mái du ngoạn ở Kim Đông Tây, học thức rộng khắp bốn biển. Do đó, từ cổ chí kim, đọc sách luôn là phương pháp quan trọng thay đổi vận mệnh của con người. Thứ sáu là tên tuổi. Cho dù nghìn vàng không bằng cho con một cái tên tốt có tác dụng khích lệ đối với cuộc đời của mỗi người, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt, chỉ dẫn. Bởi vậy người xưa, đặc biệt là con cái trong gia đình, danh gia vọng tộc hoặc dòng dõi, nho sinh đối với việc này, đặt tên đều rất coi trọng. Thứ bảy là tướng mạo.
Tướng tức là tướng mạo, bao gồm tướng mặt và tướng tay. Xưa có câu, tướng do tâm sinh, tâm do cảnh tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Thông qua tướng mạo bên ngoài, có thể phân tích được ý nghĩa trong nội tâm của một người. Tu đức ở tâm, cát hung lành dữ, có thể biết được tâm khởi thiện niệm, các loại phúc báo sẽ đến. Thứ 8 là tôn kính thần Phật. Khổng Tử nói, dốc sức vì dân để họ đạt được cảnh giới của nghĩa, kính trọng quỷ thần nhưng luôn giữ một khoảng cách, như vậy có thể gọi là trí vậy. Bậc thầy Chí Thánh đã dạy các đệ tử của ông, cảnh giới nghĩa là việc dốc hết sức phục vụ nhân dân, là phải làm cho mọi người dân kính trọng tôn thờ quỷ thần. Nhưng mình và người dân phải giữ khoảng cách nhất định với quỷ thần, như vậy mới xứng danh là bậc trí. Người xưa cũng nói, bậc quân tử có ba cái sợi, sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của thánh nhân. Mệnh trời từng là quy luật vận hành của đạo trời, cần phải kính trọng đạo trời, sợ đại nhân. Đại nhân không phải là người hơn bạn, mà là người tu dưỡng đạo đức rất cao, cần phải kính sợ họ, kính sợ bậc bề trên, bậc tôn giáo. Sợ lời của thánh nhân, đối với những lời nói của bậc thánh hiền, phải có lòng kính sợ. Làm được ba điều sợ này, thì con đường của bạn sẽ đi rất vững vàng. Thứ 9, kết giao quý nhân. Kết giao quý nhân tức là chọn người thiện mà kết giao. Người xưa có nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu xung quanh chúng ta đều là những người đạo đức cao thượng, thì chúng ta cũng sẽ trở nên đạo đức cao thượng. Cũng như vậy, nếu chúng ta luôn luôn kết giao với những người đạo đức thấp kém, dần dà, phần hạnh của chúng ta cũng trở nên xấu đi. Thứ 10 là dưỡng sinh. Dưỡng sinh là giữ thân tâm khỏe mạnh. Dưỡng sinh không chỉ đơn giản như ngày nay thường nói sinh mệnh là ở vận động, mà là sinh mệnh là ở vận động và tĩnh dưỡng, không phải chỉ có mỗi vận động mà thôi. Đồng thời, dưỡng tâm và dưỡng thể cũng quan trọng như nhau. Hơn nữa cần sống thuật lại theo quy luật của tự nhiên, mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, đồng bộ với bốn mùa của trời đất. Thứ 11 là chọn nghề và chọn bạn đời. Chọn nghề tức là công việc sự nghiệp, chọn bạn đời tức là hôn nhân cưới xin. Nam sợ làm nhầm nghề, nữ sợ lấy nhầm chồng. Một sự nghiệp thành công ít cũng vài trăm, nhiều thì 10 năm, 30 năm. Một người trước tiên cần lập chí theo nghề có hy vọng thành công nhất, sau đó kiên định không ngừng làm việc. Gia đình vạn sự hung, vợ chồng hòa thuận, hai người ý đồng lòng thì quả thực là quý hơn vàng. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có một người phụ nữ vĩ đại. Đằng sau một người phụ nữ hạnh phúc đều có một người đàn ông đáng tin cậy. Cuối cùng là gần lành tránh dữ, là hướng đến những điều tốt đẹp, may mắn, tránh xa điều ác, hung dữ. Trong đời người, chúng ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch, lành giữ họa phúc. Khi hoàn thành cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên. Khi hoàn cảnh hung hiểm thì cần dè chừng, cẩn thận, cũng là lùi một bước biển rộng trời trong. Cuộc đời là sự phản ánh của nội tâm và có thể biến đổi. Mọi đau khổ hay sung sướng của con người suy cho cùng đều là tại tâm. Vận mệnh hay số mệnh đời người chúng ta là nghiễm nhiên tồn tại, nhưng không phải là không có cách nào để kháng cự được số mệnh. Vì thế, muốn hạnh phúc và muốn vận mệnh tốt đẹp, nên thay đổi ngay những điều từ trong tâm, bởi thay đổi bản thân chính là cách tốt nhất để cải biến vận mệnh. Và để không bỏ lỡ những video khác trên kênh Dòng chảy cuộc đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!